Đáng lẽ là em nhỏ sẽ vào nhà với chú Phát để gặp Hùng, nhưng mà hiện tại là Hùng đang được bác sĩ chăm sóc vết thương mà đúng Hùng la dữ lắm, la trong đó, la dữ lấy, lắm. Người ta còn nghe người ta ngồi vậy, tại sao anh nói anh Phát sao thấy thấy con anh la hoài lấy, nó đau quá thì chịu không nổi lao. Mà cái vết thương lỡ to lắm nha cô chú. Mà chú coi đi bự lắm. Là dữ hả chú Hùng ha, chú Phát ha. Đây là nó đau quá, bác sĩ nói là nó lát quá, nó phải chịu rồi. Dạ. Mà xong rồi nè, bây giờ vẫn còn la ít nè, là chắc đau thấu trong người lắm. To lắm hả chú ha? To á, bự hồi nãy á, vô bự lắm á. Mà nó ăn thấu vô xương á. Thấu vô trời, nó đi dòm á, lấy đi dòm luôn. Không dám dòm á, thì má sao dám dựa cho nó. Dạ. Má nó dựa cho nó, thấy như vậy má nó sợ luôn mà. Dựa xong má không ăn cơm được. Em nhỏ xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị thân mến. Cũng may sao á, trời Sài Gòn hôm nay nó mưa bất chợt lắm cô chú anh chị. Dạo gần đây là như vậy, cho nên là mọi người ra đường cẩn thận ha. Và mình máu mưa theo, với lại mình bảo vệ sức khỏe. Rồi có sức khỏe mình mới chống chọi lại những cái căn bệnh. Đó là em nhỏ góp ý cho mấy cô chú anh chị thôi. Và ngày hôm nay em nhỏ vừa tới đây luôn. Vừa tới là trời đến đổ mưa xuống hên là vừa tới nhà của trường hợp ngày hôm nay. Hôm nay thì em nhỏ thăm trường hợp mà cũng buồn lắm cô chú anh chị. Vừa đến nhà trọ của hoàn cảnh này á, là nghe cái tiếng la đau đớn rồi. Rất là đau đớn. Em ấy khoảng dưới 30 tuổi. Bỗng nhiên là đang đi làm, sau đó bị bệnh liệt. Và dẫn đến là giờ đau lắm, la đau mà. Và vừa đến đây thì em nhỏ thấy có cái mùi cũng lạ lạ, cho nên thôi em nhỏ bảo vệ sức khỏe trước đã. Cho nên thôi xin mời cô chú anh chị mình cùng vào nhà xem cái trường hợp ngày hôm nay ra sao nha. Con chào chú nha. Chú nay tên gì và bao nhiêu tuổi rồi chú? Chú tên Phát. 63 tuổi. 63 tuổi. Như chú là người gốc Hoa hả? Người Hoa. Dạ. Là hồi xưa giờ mình ở Sài Gòn hay là mình đi đâu ở chú? Ở Sài Gòn. Ở nhà dạ. Mà ở bên đường quận 5. Bởi vì mà anh em mà ba má mắc cái chi tài sản chi mọi người chút. Chi xong rồi á, lúc ấy cũng lâu rồi. 76 75 rồi mà mua ở Bình Dương mua một căn á 200 mấy triệu. Bây giờ á mình ở cho nó lên. Tại vì nó bị gì đâu, nó bình thường đi làm. Nó đi làm nó té một cái 25 trước, nó té một cái lại vô bệnh viện 115. Trời, cái đó từ từ ha chú ha. Giờ con nói chú nè, chú Phát nha. Khi mà con vừa tới đây á, là bác sĩ đang rửa vết thương cho đúng rồi cho bạn ấy, mà vẫn la ghê lắm, la ha chú ha. Nó la quá, nó đau quá, nó đau đau quá hả chú? Đau. La mà lâu đau dữ dội, đau rồi đau thấu xương luôn á. Tại vì nó lộ nó bự lắm mà. Vậy hả chú? Rồi sao có lộ hai cái lộ bự á. Mà bác sĩ là tới đây lâu chưa chú? Mới hai ba ngày đây à. Tại vì tìm hiểu với đứa em á, đứa con mình á, nó nói là nó bị dư giải má, nó không dám giữ vết thương, mới lộ nó giỏi xíu à. Dạ. Bây giờ càng ngày càng nhiều, càng bự, nó mụ nhiều quá. Dạ. Chỉ mới tìm hiểu trên mạng, kiếm bác sĩ lại đây. Và mấy nó hỏi đứa em á, là em mình á, là cô của nó á. Dạ. Thì ở với dì nó vậy, là em nó bị vậy á, nó khóc, nó nói là không chịu lợi được. Bây giờ là phải kiếm bác sĩ giữ cho nó, má nó không dám giữ, má nó giữ một ngày của nó không ăn cơm được luôn. Sợ quá, tại vì nó thấy mụ gì quá, cái lỗ bự quá. Nhưng mà con thấy là có cái mùi gì đúng không chú? Nhà chú có cái mùi gì không? Không có, tại vì nó giữ cái thuốc, nó giữ mấy cái thuốc á. Cho nó thôi, không có gì. Dạ, tại con vừa bước vô nhà là đúng không rồi, cái mùi. Đúng rồi, cái mùi là mùi mấy cái vết thương, mấy cái thuốc mà vàng vàng á. Dạ. Giữ cho nó, giữ vết thương cho nó á. Đây bình thường là không có bị gì hết. Rồi bác sĩ là bao lâu rồi chú? Chuẩn bị xong rồi chú. Hả? Bác sĩ tới rửa bao lâu rồi sao? Hồi nãy giờ 11 giờ rưỡi tới á. 11 hả? 11 giờ rưỡi tới đây. Thường thường thì chắc cũng... Chưa biết, tại vì ổng ở không là để ổng đi chạy nhiều lắm. Ở lâu có là ổng tới đây mấy giờ là ổng bao giờ mình đi. Dạ. Lo cho đó. Để xong cái mình vô luôn ha chú ha, cho nó rõ. Mà nó hơi lâu quá, tại vì làm cái này lâu lắm. Dạ, lâu lắm hả? Hôm qua người ta đợi đây hả? Cắt mấy miếng thịt túi á, miếng thịt ở trong đó. Hôm qua cắt nhiều lắm mà hả? Tại vì hôm nay là chỉ có dựa cho đó. Dạ, bây giờ là con nói chú Phát nè, bây giờ là chú Phát là có mấy người con? Hai đứa con. Là đứa, cái bạn đó là tên gì? Cái bạn đó bị tên Hùng, nó bị là tên Hùng. Hùng là bao nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay 30 tuổi rồi.
à, sinh năm 94 á. Rồi con kêu bạn ấy ha. Ờ à, được rồi. Bạn Hùng. À. Chú là cái người sát sao biết đến bệnh tình của Hùng hả? Mình cũng là coi đó như vậy thôi, nhưng mà má nó giữ nó nhiều hơn. Ai là người người rõ bệnh tình của Hùng? Má nó, má nó nhiều hơn. Ví dụ là ai là người rõ để con hỏi chuyện á. À. À, để con mình có hướng giúp, cũng như là à, ví dụ có đi bệnh viện hay là gì đó cho nó dễ chú. Đúng rồi, phải là trực tiếp, phải trực tiếp đi. À. Mình cũng đưa đi tại vì bạn không có sức. Bởi vì nó té hai lần rồi, nó sợ. Nó thấy mình ở già mình nói, tại giờ lâu đi làm được đâu, bây giờ lớn tuổi rồi nó làm cái gì được. À, giờ à. Con nói chú Hùng á là để tí con hỏi cô ha. À. Nhưng mà bây giờ chú cho con biết là Hùng á là à, lúc trước là đang đi làm bình thường đúng không? Bình thường, nó không có bị gì hết. Rồi rồi, đi làm gì chú Hùng? Đó là rồi. Sau này mới làm đã làm cho ông Tư Dân á, cũng là người qua là làm mấy cái giấy tờ chạy giấy tờ gì đâu không biết. Tại vì má nó đâu có nói tôi nghe đi làm thì chị đó nói má nó nghe làm cái gì thôi. Rồi, nó làm giấy tờ, má nói là nó làm như chạy giấy tờ cho người ta thôi. Rồi, đó. À, cái đó là xong rồi Hùng bị gì? Rồi, nó bị gì mà sao mà nó đi, hai người đi ngân hàng lấy đút tiền cho ông chủ. Ông kia, thằng kia nó kêu nó ra, lấy xe, xong rồi. À. Nó nói, à, nó vừa ra lấy xe rồi, nó té, thằng kia không biết. Thằng kia lấy ra thấy chảy, cái tại sao bảo vệ thấy gửi xe nhiều người dòm nó cái giật mấy người bạn điện thoại cho mấy người bạn vô chở nó, thằng bạn kêu chở vô bệnh viện 115 á, giờ mới điện cho má nó tự xuống té chứ không ai tông hết, không có nó chưa lấy xe mà yeah. Lấy ra lấy xe mà chưa lấy là nó té xuống nó bị giật vậy má, mấy người bạn nói nó giật vậy là chở đi bệnh viện 115 điền à yeah. 25 yeah. Trước á, lúc đó là 25 trước á, rồi lúc đó là chú cô mới biết chạy lên bệnh viện, người ta báo mới biết. Dạ. Giờ má nó chạy xuống dưới bệnh viện. Dạ. À, rồi cuối cùng là bị gì chú Hùng? Mới là hai. À, chú Phát. À, là vậy là vô mười mấy ngày ở bệnh viện 115. Dạ. Một ngày lấy một ống máu. Dạ. Má nó nói là má nó giữ đó mười mấy ngày đó đấy. Đó là không có xét nghiệm bệnh được. Đó là không có ra bệnh được. Không có ra bệnh luôn. Ờ. À. Mà sao mà mới lấy tỷ của nó. Dạ. Kêu ký tên lấy tiểu, lấy tỷ của nó. Dạ. Giờ ký tên xong lấy tỷ xong á, nó mới ra bệnh nói là bị suy tim. Suy tim rồi gì nữa chú Hùng? Rồi nó vậy thôi, nó bị suy tim mà sao bị về là nó bị thành tai biến luôn, nó không à. Nói được luôn. Dạ. Nó không có nói được á, mấy bà gì á ai cũng thương nó lắm, mấy bà cô em mình cũng thương nó lắm. Chở nó vô đây, vô đây tại vì mình hỏi Bình Dương đâu có bác sĩ đâu. Chở lúc em ở bên này làm, lúc là chưa mướn ở đây đó, chở bên kia. Dạ. Đó chỉ đó là chưa xuống đây làm, ở bên kia xa quá, kêu bác sĩ tới bác sĩ ông thầy là ông này là người qua chăm cứu từ 4 ngày tới 1 tuần là nó nói được rồi. À. Nó là bị lật một lây là lật hai rồi. Chị đó hả? Chị bao nhiêu tiền không có tiền lo cho nó, chị đi làm mới nói trời ơi, bị hoài mà không có làm sao lo được á. Mà bạn mình mới nói là như vậy để tôi giới thiệu á. Cái Mạnh Hùng Quân Đài để ra qua giúp, coi giúp được cái gì giúp. Nó nói ờ cứ giới thiệu tại vì. Rồi bây giờ Hùng nói được không chú? Không nói được luôn. Ủa nói được mấy ngày đó rồi thôi. Không, à. Mấy ngày đây là lần trước á, lần đầu tiên á, 25 trước á, dạ, dạ. Nó nói được. Đó là ở bệnh viện á, xét nghiệm ra là nó nói được. Dạ. Chỉ ba ngày tới 5 ngày là nó nói được rồi. Trong cu. Mà tới bây giờ là lần hai rồi đó, không có nói được bây giờ. Họ nó bị một bên. Bên tay trái nó giúp được, bên tay phải bị thôi. Bây giờ hai bên bị hết. Rồi bây giờ là chú với cô là coi như là không có điều kiện là thua luôn á. Ờ, đâu có điều kiện thua, ở nhà vậy. Dạ thôi, đâu có đi được, đi bệnh viện đừng á, mấy triệu, 10 triệu. Rồi đâu có tiền cho nó đi có đâu. Có bảo hiểm không chú? Nó có bảo hiểm. Là nó mới tuần trước nó về 10 ngày là nó đi bảo hiểm cũng 6-7 triệu rồi. Ừ. Đâu có tiền, chỉ nó phải chạy đi mượn. Mượn bạn bè, mượn này mượn kia, bạn bè giờ lo cho nó trước. À, là chị của Hùng là bao nhiêu tuổi rồi à, chú? Lớn hơn nó 3 tuổi á. Là lớn hơn 3 tuổi, rồi chưa có chồng. Chưa có chồng, nó không lấy chồng, nó đi ở già nó lo cho gia đình. Nó à, không lấy chồng. Là bây nó giờ làm thôi. Cái kinh tế nhà chú Phát là chỉ có mình chị đó thôi. Rồi bây giờ vợ nó hai bà già là già rồi, đâu làm cái gì được đâu. Dạ. Ở già chồng nó thôi. Má nó không có sức chồng nó thì mình là phải phụ chồng nó. Đâu có đi làm nó phải chịu. Chịu cái chuyện nó không có chịu, nó lo không được á, chứ không là tiền bạc nhiều quá không lo được á, nó phải mượn lỡ lại lỡ kia nó trả. Trời. Không có chị ở nhà chú? Chị ngủ rồi đó, chưa đi làm. Một hai giờ khuya nó mới về. À, dạ. Nó làm cho gì đó, chở dạ. đi gì đó quản đi á. Dạ, mấy cái chỗ phòng quán ăn cái gì á, đâu không? Để chở nó đi làm mà 5 giờ chở đi làm, 1-2 giờ nó về.
Dạ. Đi về tôi lâu đi chợ được. Tối phải vụ đó phải ngồi xe ôm về. À, đáng lẽ là em nhỏ sẽ vào nhà với chú Phát để gặp à. Hùng. Nhưng mà hiện tại là Hùng đang được bác sĩ chăm sóc vết thương mà Hùng, Hùng la dữ lắm. La trong la dữ lấy, lắm. Người ta còn nghe người ta ngồi quay tại sao anh ơi anh Phát sao thấy thấy con anh la hoài lấy nó đau quá đi chịu không nổi lao mà cái vết thương lỡ to lắm nha cô chú mà chú coi đi bự mới, mới chừng giờ mà chú Hùng nói là à, chú Phát nói là chừng này xong rồi á hồi hồi rồi nhận to ra lỡ to bự lỡ to lắm hai lỗ bự lắm bự lắm hay là nằm miết á nằm miết nó bị chú ha không biết má nó ngày nào cũng giữ cho nó mình ha đi mua nước muối mua này mua kia về làm cho nó giữ cho nó giữ tới bây giờ nó như vậy má nó không dám giữ nữa thấy cái lỗ càng ngày càng bự không dám được không dám giữ từ giờ đi bệnh viện á đi bệnh viện quận 11 á nó cũng là vừa cho nó về đâu có gì đâu kho hết về đây cũng bình thường rồi quay mấy ngày sau nó bị lại khoảng 10 ngày 7-8 ngày là bắt đầu nó bị để trong mưa rồi, rồi. Cho nên để vô nhà chú Phát ha rồi. Là giữ ha chú Hùng ha chú Phát ha là nó lâu ha bác sĩ nói là nó lát quá nó phải chịu rồi dạ cái lỗi bự quá lại giờ không dùng con sốt đây lại là không hết nếu mà bây giờ ít dùng rồi bây giờ bây giờ là la dữ đó nó lâu quá dạ rồi có khi làm má làm ngược lại là nó chung nó la nó chịu không nổi luôn á nó la một đêm có sáng đâu có ngủ được má nó giữ nó đâu có cơ ngủ được dạ má nó cũng giữ nó không có ngủ được luôn á nó la một đêm tới sáng luôn á vậy đâu nằm được chú ơi ở làm được nó phải làm yên vậy rồi bác sĩ kêu cho nó làm yên lâu lâu quá cho nó qua bên này đợt qua bên kia vậy nó thoát ở đây nó lộ nó bự vậy nó cắn nó lao lắm nó chịu không nổi đâu rồi con giờ nãy la rồi nó la lắm la lắm mọi người đau đớn á thấy ra thì còn lao được cũng không luôn á thấy còn đau đau mà nghiến răng á rung cái phần dưới luôn á cô chú đau đớn lắm á Dạ, bà xem phải biết xài nữa, thành thứ cái chuyện đó nó kém cái vấn đề là hàng đó thì có nhưng mà họ bán không thì họ bán. Rồi, bà xem. Còn mấy chai còn lép à. Ta để bác sĩ băng xong rồi mình nói chuyện chú ha. Rồi. Thì hồi nãy giờ là bác sĩ rửa vết thương cho Hùng xong rồi chú Phát ha. Mà thấy la làng quá ha. Mà xong rồi nè, bây giờ vẫn còn la ít nè, là chắc đau thấu trong người lắm. Cô là cái người cô tên gì cô? Kiên. Cô Kiên ha. Cô Kiên là cái người mà biết Hùng bệnh từ lúc chăm sóc đúng không cô? Từ lúc đầu tới giờ thì cô con biết lại là Hùng lúc trước đó nha, là đi đứng được khỏe mạnh, vẫn đi làm bình thường đúng không cô Kiên? Rồi sau khi gặp bệnh thì cô Hùng là vô bệnh viện nào và gặp những cái khó khăn gì cô Kiên? Vô bệnh viện 115. Dạ. Lúc té xuống đó. Lúc nó té xuống bạn bè nó lúc nó không có mặt cô đó tại vì cô ở Bình Dương nó thì nó làm ở đây nó nhà nhờ nhà cô nó ở đây nè ngay cái hẻm đây nè thì lúc nó đi lấy xe nó ra lấy xe cách mạng tháng 8 á nó ra đó nó lấy xe làm sao không biết nó chưa được nó lấy nữa nó mới ra tới cái cửa công ty cái cửa ngân hàng là nó té giật luôn hả nghe chú nói là giật bạn nó nói lại thôi mình không có mặt ở đó nó té xong rồi bạn bè nó mới la lên người ta lại sơ cứu xong rồi ở đâu mới đưa vô bệnh viện 115 rồi mới điện cho cô kêu cô xuống rồi cô mới chạy xuống là cô giữ nó đó là cô nuôi nó tới
2 năm mấy. Cô thường thường cô Kiên làm cái gì? Cô thì hồi đó ai kêu cô làm gì cô làm. Ví dụ như đi lại nhà người ta lau chùi. Rồi con hiểu rồi. Lau chùi cho người ta làm quét dọn vậy đó. Dạ. Rồi ví dụ ai kêu giữ em bé thì cô cũng đi. À đó. Vậy ha. Nói chung là ai mướn gì làm nấy đó. Rồi nói... bây giờ là chú cô, lúc đó chứ chú làm cái gì cô? Chú á hả? Thì ổng cũng đi đi khiêu dạy người ta khiêu vũ rồi đó. Rồi giờ là hết luôn rồi. Giờ ế lắm đâu có đâu, bây giờ ế quá gì đâu có. Với bây giờ hai vợ chồng phải giữ. Thằng này một mình cô đâu có làm được nó. Tí dụ đỡ nó lên ghế ăn uống cô đâu có làm được. Rồi bây giờ mọi chi phí rồi cô, rồi cô chú tính sao? Cô tính sao đây cô Kiên? Mọi chi phí thì dạ. Nói đúng ra hồi đó cô thì có con gái cô nó làm công ty nhưng mà nó không kham nổi tại vì thằng này chi phí nó cao quá. Dạ. Lúc trước cô cho nó đi không tập vật lý thì không được, mình ở nhà thì không biết cách tập. Thì phải cho nó đi tập, đi tập thì chi phí đi đi về về xe cộ rồi tiền nộp cho người ta cũng mấy, bây giờ cô cũng cho nó hết cho nó đi rồi. Rồi là mình bó luôn rồi ha. Giờ ở nhà cô tự làm, tức là cô cứ ở mỗi ngày ở nhà cô tự làm được nhiêu cô làm. Dạ. Rồi bây giờ nó lỡ lét rồi nó đau đớn vậy thì bây giờ hả tiền thuốc men với lại rửa vết thương cô không biết cách rửa, càng rửa càng nó nhiễm trùng, thành ra cô phải kêu về cái nhà này á là mướn chứ không phải là của cô, tại vì cô có nhà em gái á, nó ở chung, lúc trước nó mướn xong rồi nó thấy cô xuống đây cô khó khăn á thì nó cho cô qua đây ở. Thì bây giờ con gái cô cũng lên đây nó làm á, thì coi như là mình phụ tiền nhà với người ta. Chứ đâu phải mình ở không nghe, mình cũng phụ phải phụ chứ đó không đó. Cho cô ở thời gian để cô chữa bệnh cho thằng này. Nhưng mà theo cái tình hình đó nha, cô nhìn thấy bạn Hùng này đó là khó lành lắm nha, giờ tay chân là bản bị cong lại rồi nè, bản bị quéo nè. Thì đó bây giờ cô đúng không chú Phát? Coi như bây giờ còn như là có ngày tính ngày chứ cô cũng không biết làm sao. Ủa cô với chú là định vậy luôn hả chú Phát? Đâu có, mình định cũng phải chữa cho nó chứ. Nhưng mà bây giờ có nhiều nơi chữa mình không có khả năng. Nếu mình có khả năng thì mình phải đi chữa chứ, con mình nó còn người ta còn một hơi thở cũng phải chữa nữa. Thì mình có khả năng mà bây giờ tiền chi phí nhiều lắm, thành ra cô bây giờ cũng chưa dám nghĩ tới như thế nào. Coi như bây giờ cứ có ngày tránh ngại, chị nó phải lo cho nó tiền thuốc men này kia đủ thứ hết trơn á. Cô với chú già giờ đâu có làm gì ra tiền. Không, nếu thằng này nó không đau ốm thì cô đi làm được. Ví dụ như cô phụ người ta, cô có thể lau chùi, cô cũng có tiền, cô cũng nuôi thân được. Mà bây giờ cô không làm được rồi. Giờ cô ở nhà, rồi chú lúc trước cũng làm, mà giờ cũng không làm được nữa. Tại vì cô nói có mình cô không có làm được. Ok, rung quá kìa cô kìa. Thì vậy. Nó bị vậy đó. Rồi cô đỡ nó ở Bình Dương, lúc về Bình Dương nhà cô là nó té 2 lần á. Thành ra cô sợ, cô bắt ông này phải ở nhà. Cô không có được, một mình cô không làm nổi chú. Một mình cô là cô không đỡ nổi nó. Dạ, cô cũng lớn tuổi rồi mà đâu có khỏe bây như trước. Bây giờ nó gầy một chút rồi, hồi trước nó tròn người. Dạ. Còn khó đỡ nữa. Thì nó bỏ ăn mấy tháng đó em. Bỏ ăn mấy tháng? Nó tự không muốn ăn. Cô đút là vô. Lúc đó là trước khi bệnh hay là sau khi bệnh cô? Đâu có mới mấy tháng đây nè. Sau khi bệnh chứ. Nó không biết nó buồn hay gì, cô không biết, tự nhiên nó không muốn ăn. Cô đút cho nó thì nó cứ ngậm. Nó ngậm gì vậy đó, nó không muốn. Bỏ ăn cái gì mấy tháng giữa cô người ta bỏ ăn hai ba ngày. Nó nghe nè, nó bỏ ăn không phải là bỏ hẳn. Yeah. Thí dụ như nó nhiều khi cô đang nghỉ cô la nó quá thì nó ăn được nửa chén xíu, cháo. Xíu hả? Nửa chén. Yeah. Giờ lâu thì nó ăn được 4-5 muỗng cơm. Yeah. Đó. Nhưng mà nói đúng ra nó có uống sữa. Yeah. Tại vì cô có nhỏ em chồng á, là em của ổng á. Nó cũng khá giả gì nhưng mà nó thấy thằng này nghe nó thương á, cũng thỉnh thoảng nó hay mua sữa lại cho thằng này uống. Nói chung là mình sống vào sự giúp đỡ của hàng xóm này với lại những anh chị em ha. Anh chị em trong nhà đó. Anh chị em trong nhà, đúng rồi. Đó, được rồi, để con nói chuyện với chú coi ra sao ha. Cô ha, cô có đi nấu ăn rồi gì không? Cũng thỉnh thoảng chạy ra chạy vô vậy đó. Vậy cô coi đồ ăn đi ha, chứ cháy đó. Để con. Có cần thiết thì nói là cô lại lên. Dạ. Rồi gì? Cứ một chút là mình xây cho Hùng nằm hướng khác hả chú Phát? Tại biết không, nó làm như vậy á, để chỗ này á, nó không có được, nó không có thon. Và lập bên này, chút xíu đó khoảng nửa tiếng là cái gì á, cho nó lòng qua bên này lại. Chú dở cái lưng con coi hả Hùng? Không,
nó nhẹ nhẹ thôi nha chú, nhẹ nhẹ thôi, không đau đâu, tại vì nó liền nó nằm ở đây, nó đè vô á là nó lao. Đây là hai cái vết thương mà hai vết thương nó bự, chú đang rất là lo là nằm, hình như là nằm nhiều quá. Giờ to lắm hả chú ha? To đó, bự hồi nãy vô bự lắm á. Mà nó ăn thấu vô xương á. Thấu vô trời, đi dòm á, lấy đi dòm luôn. Không dám dòm á, thì tụi má làm sao dám dựa cho nó. Dạ. Má nó dựa cho nó thấy vậy má nó sợ luôn mà. Dựa xong mà không ăn cơm được. Má kiếm bác sĩ, kiếm ông này à. Chị nó mới kiếm bác sĩ á dựa cho nó. Dạ. Mới kiếm giữa 2-3 ngày đây à. Mới ly 2-3 ngày à. Chú cái đai quần nó cẩn thận rồi đó đó. Rồi, dạ được rồi con. Rồi tối rồi, rồi Hùng có ngủ được không? Nó ngủ, chú Phát. Má nó ngủ với nó mà nó la hoài nó có ngủ được, má nó cũng đâu có ngủ được đâu. Cứ la như vậy á. La như vậy hoài á, nó lao lại là có khi à. Nó không nói được cái lái á, đó cột nó bao cho nó nay trời lấy vô cái mấy cái này là mấy cái băng à. Cho sợ. Lên nó không nhắm cho nó thao già mà cả nó. Nó tạ nó ướt vô là nó thấm vô đây là thua luôn. Ông thầy hồi nãy, ông bác sĩ hồi nãy nói là nếu mà thấm vô mình phải bỏ da là thuốc, mất cái thuốc đó. Rồi con đâu có dễ tiền đâu. Con nói chú Hùng này sao đau đớn vậy, mình không đưa chú Phát chứ. Mình không đưa Hùng đi lên vô bệnh viện có sự can thiệp của bác sĩ cho nó. Có, nó đi hoài, bác sĩ cũng cho về, bác sĩ nó hết rồi giờ cho về. Cho về thì mấy ngày lại đâu? Lắm à, cho vô nó mới lấy về là gần 2 tuần rồi, 10 ngày. Ở chung nó 10 mấy ngày, 11 ngày là 10 ngày á, nó về đó bác kia cho về mà. Mình đâu có xin đâu. Đó là cho về nó được rồi, không có gì, tại vì chung bệnh viện đó không có chỗ cho người ta làm. Dạ. Yeah. Đó chỗ nó thấy nó khỏe là cho về. Đó về mấy ngày là bắt đầu bị vậy đó. Bắt đầu có lỗi nó khô. Mình đi lấy tiếp. Đi tiếp bây giờ đi tiếp. Chị nó nói sổ vô bác bệnh viện á, bệnh viện dự cho nó á, vậy thì kêu người ta dự cho nó hay hơn. Vô một lần á, ứng đường 2 triệu, 3 triệu không à. Mình đâu không có tiền nó ứng cho nó đâu. Mình không còn có ở nhà mình á, mình có là mình á, một ngày 200-300 mình nó dễ hơn. Dạ. Không. Mình còn nó chị nó lấy vô hả? Ứng 2 triệu. Rồi mấy ngày sau ứng 5 triệu, nó ứng hoài đâu có được. Ví dụ như giờ. Dạ con nói ví dụ như giờ có điều kiện á thì cô chú có dẫn Hùng đi bệnh viện không? Nếu có điều kiện thì dẫn nó đi rồi, khỏi nói rồi. Vì không có điều kiện thì sao ứng tiền á. Hoặc nó ứng trễ một chút nó khỏi hoài, mình đâu có dám nói đâu. Rồi chứ mới nói chị đó chạy đi mượn bạn bè mượn xong mới có tiền đóng cho nó đó. Là bây giờ là mình hết cách đúng không? Hết cách rồi, bây giờ phải bác sĩ vô lấy giữa đường 200-300 ngàn á. Đó phải dễ tiền không? Ấy là rửa chứ còn đâu có thật, chứ đâu có lành bệnh rồi đâu. Đúng rồi. Rồi có tập vật lý trị liệu rồi cho Hùng không chú Phát? Không có tập được, bây giờ vậy đó không có tập được. Hồi xưa chưa? Hồi xưa là có tập đó rồi giờ gỡ đây nè. Rồi cái cục xương nào nó gãy á. Nó bị xương ở đây là cục này là nó xương đó. Dạ. Nó xương là thấy không? Nó cục này á. Giờ cũng mới biết là nó xương lên á. Nhưng mà con thấy tay chân là quéo quéo rồi nha. Quéo rồi đúng rồi, tại vì quéo lại nó co hết rồi. Ừ. Chú phải bây giờ tập nó không nói hồi nó bị một bên, bây giờ hai bên luôn. Dạ. Hai bên luôn. Xe lăn này của Hùng đấy hả chú? Của nó đây, mấy bạn á hồi đó đi quen á, nó bị tai biến, nó đi được rồi hết rồi. Mới nói giờ nó nghe nó anh đem về đi làm nó cho mình đem về cho mượn cho nó ngồi chừng nào nó hết nó mới lấy, tại kia nó khỏe rồi đó, đi được rồi. Bạn mình á, nó cũng là học trò mình á, nó cho mình mượn cho nó ngồi khỏi tốn. Chú. Vậy giờ la sáng đêm rồi sao mà chịu nổi chú? Có hàng xóm đây có ý kiến gì không chú? Người ta còn nói người ta học mà mình đóng cửa nó ít không lớn tiếng lắm. Dạ. Người ta hồi sáng hôm qua hồi sáng à? Hồi sáng kia đó rồi sao thấy ở già nó em con anh nó la hoài, nó tại nó la quá nó phải la. Mình đâu có cấm nó được đâu. Nó la rồi mình nó nghe nó đâu có nói được cái gì đâu, nó biết bị cái gì. Dạ, nó biết la qua đâu nữa, nó không nói được. Mình thôi phải chịu thôi. Coi như là bây giờ là cứ kêu bác sĩ vô hàng ngày vậy thôi. Rửa vết thương. Vui cho nó. Chứ còn nếu mà có điều kiện là cô chú vẫn dẫn đi bệnh viện. Đúng rồi, có điều kiện dẫn nó đi bệnh viện chứ. Yeah. Bây giờ ở đây á, ông bác sĩ này nói là vui cho nó mấy ngày. Dạ. Yeah. Mình học á, tích của ông vợ, mình không có khả năng, ông cũng nói, ông cũng được lắm. Mình không có khả năng nó chỉ mình dạy mình vợ làm sao. Mà muốn mình ở dài vui cho nó. Ông cũng biết, mình không có khả năng, ông biết mà ông nói. Cái theo tôi dựa lên tôi dạy cho chị dựa làm sao mà mốc á ở già mà không có khả năng thì không tới được á thì tự mình dựa cho nó. Ý của chú Phát
và cô Kiên. Hiện tại cô chú anh chị là đang lo về vấn đề lở loét của Hùng. Đúng rồi. Bởi vì Hùng nằm lâu á mà bắt đầu lở to lắm. Chú Phát nói là lúc trước có chút xíu rồi bây giờ to. Rồi hai cái vai nữa. Hai cái vai nằm nhiều á, bắt đầu cũng lở luôn. Nó lở mà như chú Sáu á, còn kinh khủng hơn nữa đó nữa. Nên lỡ sâu, ăn sâu vô trong á chú ha. Sâu vô á, thấy xưa. Ông này giữa hồi sáng cũng nói mà sợ lắm. Trời ơi, ăn vô mà nữa mà. Hơn là cái cục đó hút ra, không hút ra hết nó động ở trong mũi rồi đó còn. Còn nặng hơn nữa. Dạ. Đó là em nhỏ miêu tả là nó kinh khủng lắm. À, hồi sáng ông tháo ra đi chụp hình liền á. Hồi sáng ông tháo ra nó thấy cái độ trời chụp hình liền. Nó chụp liền. Đó thì thôi hôm nay con tới đây con biết gia đình mình như thế này ha. À. Cô chú cũng không có điều kiện để mà dẫn Hùng đi bệnh viện. Đúng rồi. Thì con đại diện Mạnh Thường Quân ha, con gửi cho gia đình mình ít tiền để mà có gì mình trang trải cho cái sức khỏe của Hùng. Dạ. Với lại có nhiều lúc có những cái trắc trở gì đó chú, mình có tiền mình đi bệnh viện nữa nha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, ở đây thì con xin phép đọc tên nha. Thứ nhất là chị Thi ở Sydney, Úc là gửi cho gia đình mình 1 triệu. Thứ hai là chị Đỗ Thị Diệu Hòa ở Đà Lạt gửi gia đình mình 1 triệu. Thứ ba là chị Tuyết Văn ở Mỹ là 1 triệu. Thứ tư là chị Hương ở quận 6 1 triệu. Thứ năm là cô Xuân ở Lái Thiêu Bình Dương là 200.000. Và cuối cùng là cô Vương Nữ ở quận 6 là 300.000. Là tổng là 4 triệu rưỡi chú ha. À, đây con gửi chú nha. 1 triệu nè, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 500 ngàn chú ha. À, đó là những cô chú anh chị mà con nghĩ là không, cái này là con những người này gửi trước cho tụi con. Đó là gặp những trường hợp khó khăn nào thì trích ra để giúp cho bệnh nhân. Đó thì như trường hợp của nhà Hùng mình là đúng nha. Dạ, chú có lời gì nữa không? Dạ, trời xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. À thôi để con còn cái này cho chú nữa nha. Dạ. À, để con gửi hết một lần nữa ha. Rồi cái này là tờ tiền 2 đô may mắn của anh Bùi Đình Nai á, ở Chicago Mỹ. Anh gửi gia đình mình cái này làm kỷ niệm. Dạ. Với lại là chúc cô chú có nhiều sức khỏe nè, gặp may mắn nữa. À, để mà còn lo cho Hùng nữa nha. Dạ, đây với lại cái bà Thu Đặng ở Mỹ là thuốc ca sao bóp nè chú, có nghĩa là chú nhiều lúc xương khớp rồi bị á, mình thoa vô mình bóp nha. Mình xịt ra mình bóp. Cái cuối cùng đó là chị Mai Ngọc ở Đức là gửi cho chú cái dầu này giống như dầu xanh mình thôi nha, chú cứ sức bình thường. Đại diện gia đình đó rất cảm ơn Mạnh Thường Quân á rất nhiều. Tại vì mình thiệt đó thì là không có khả năng đưa cho nó đi bệnh viện thiệt luôn á. Tại vì mới cho vài kêu bác sĩ về tới dựa cho nó làm vậy á. Yeah. Chị đó cũng tội nghiệp cho chị đó, có mình chị đó đi kiếm thì không có ai đi kiếm tiền được. Đó thì có đó là mình rất cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều á. Đó cũng đỡ chú ha. Dạ lỡ cho nó chịu cho nó. Thôi mấy giờ chạy. Là biết rồi của tôi. Nó là. Rồi. Hay là nằm một hướng nó mỏi chú. Không, nó không mỏi đâu, nó nằm vậy là lát ra nó phải lật điều đó nữa. Nó mới có 5-10 phút à. Từ từ đi con, được rồi. Nó chưa la, nó la rồi, nó la giờ này. La dữ lắm. Nó la dữ lắm, nó la quá. Mình tức một cái là gì phải không? Nó la hay là cái gì đó không biết nói. Nó không biết nói ra, mình không biết nó bị cái gì. Nó lại nói là nó bị la không vậy, vậy nó nói được á mình là khỏe. Phải không? Mới không nói được mình không biết bị cái gì luôn. Dạ. Rồi trước đó là Hùng có dạng như là đi làm rồi có gửi tiền cô chú sinh hoạt gia đình không? Có nó cho rồi, nó hay là có hiếu lắm á, hoàng lắm á, không phải giống người ta đâu. Có bạn gái không chú? Đó bạn gái đó, không có nó quen nhiều lắm. Men dữ lắm. Mà bạn gái chính thì không có nghe nó nói tới. À. Thì cũng có nhưng mà giờ chia tay vậy chưa, đó. Chưa có dắt về ha. Chưa, không biết ai, tại sao đâu có dắt về cho mình coi đâu. Cũng có thì chia tay vậy đó. Đấy là cũng có hiếu đúng không cô hai, Hùng là có hiếu. Hai chị em đó là lo má đó, không á, lo. Nó thương cô lắm hả? Dạ. Nó lo hết á. Nó hay, nó có tiền cho má nó đi chợ mua này mua kia, nó lo hết á. Nó hay lắm á, hai đứa.
Hai đứa nó không có giống người ta, không có giống người ta đó. Làm mình vô ăn mình vô không có đi về lên đường mà nó làm mày. Ừ, nó thương. À được rồi, được rồi. Giờ anh sao? Không thấy la quá. Đó, la hoài. Rồi để bà. Rồi ngõ được qua ha, lạc qua ha. Rồi. Ê. Rồi. Từ nha. Từ từ ấy. Rồi, được rồi. Rồi đưa đưa cái đầu lên. Thôi để tôi thay cái áo gối này đi. Để cho nằm gối này trời ơi, ướt hết rồi. Rồi, rồi. Hai em muốn nước gì không? Dạ thôi được rồi cô kia được rồi, cô cho con còn nói chuyện xíu nữa cô. Dạ. Đó là bây giờ cứ hai vợ chồng là chăm sóc. Cứ thay nhau chăm sóc. Chăm. Dạ, tại vì đó má nó không có sức dính nói bây giờ. Dạ. Đừng có coi nó ốm như vậy, mấy người nó ốm như vậy mà. Nó gồng vô nó đục gồng nó nặng lắm. Hồi xưa Hùng mập không chú? Nó không, không mập lắm nhưng mà cũng bình thường. Cái này là quá ốm nhiều rồi. Dạ. À, cái chân là nó lúc lại còn có chút xíu à. Đúng rồi đây nè. Đó. Đó. Hồi xưa nó cũng giống như mình như vậy bình thường đó bây giờ hả con. Coi nè. Nó không? Nó bẻ sao? Cứng nó teo hết nó cứng luôn á. Cái này là vừa tai biến nè chú nè. Đó bị tai biến á, vừa tai biến. Nó bị lấy tị da nó thành tai biến, lấy tị da nó mới già bệnh viện nó mới ra. Nó bị gì không? Bị suy tim. Dạ. Yeah. Khóc biết là la biết khóc đau á. La quá là làm vậy đỡ la quá. À bà cho lật qua ha. Ủa lật nữa hả chú mới lật. Bên đây á. Ở bên kia là khác, bên đây đã khác. Bên đây nó làm không được là phải chêm cho nó. Em nhỏ biết sao rồi. Ảnh nằm bằng hôn nằm như vậy á là nó sẽ đè lên để cho nó thoáng á, thoáng ở ngoài sau á, thoáng ngoài sau nó cái hai cái bàn của nó đè lên nó lao lắm nè. Đâu chịu không nổi đâu. Ấy là phải không? Đó. Dạ. Nó dùng phải không? Nó lao là nó dùng vậy. À rung quá nè. Đó nó dùng á, lao là nó dùng vậy à. Rồi được rồi, được rồi con. Nó đâu có cái gì đâu, nó chỉ nó gần vậy không à. Dạ. Nó không có lật qua được rồi. Hồi xưa nó đầm á là sợ nó té. Nó lật qua lật lại được, bây giờ nó không lật được. Phải cho nó làm mình chưa, cho nó làm ở ngoài không sao. Dạ. Bây giờ nó không có lăn qua lăn lại được. Mà nhưng mà mình nói cái gì nó hiểu hết. Không, mà không, hiểu, không nói được. Nó không nói được mình mới tức, nó không biết bị cái gì. Dạ, rồi con còn cái này muốn nói với cô chú nữa nha. Con biết cô chú là ở đi ở nhà trọ đó. Thì mình phải cần có những cái thức ăn gia vị để mình sinh sống hàng ngày á. Thì con có xin ý kiến của Mạnh Thường Quân. Cái này là một phần quà. Gạo, gồm gạo, gia vị. À đây con gửi cho cô chú luôn ha. À, chú con bỏ đây ha. Đó là hai chai dầu nè. À, hai chai nước mắm. Một chai nước tương, một chai dầu. Bột ngọt. Nem với lại đường. Một ký. Dạ, ngoài ra nữa còn đây là cô chú. Còn đây là một thùng mì. À, một thùng mì và 10 kg gạo. À, để con bỏ 10 kg gạo lên đây ha, cho nó dễ nè. À, con bỏ 10 gạo. Hết tiền mua gạo rồi. Đúng lúc luôn hả? Đúng lúc luôn á. Hôm qua mua 1 kg 2 kg mới mua 1 kg 2 kg về ăn á. Thiệt á, bây giờ có gạo là mừng lắm hả. Đây cô chú nghe cái quà của chú Helen á. Đúng lắm chú á. Cảm ơn chú. Dạ, để con nói cho cô cái này á là bên con kinh doanh mặt hàng gạo với lại nhu yếu phẩm. Thì chú Helen này ở bên Mỹ đó, chú biết tụi con làm những cái việc tốt đó, rồi chú có mua ủng hộ. Nó là gặp những trường hợp khó khăn đó thì cứ gửi cho bà con để bà con xài. Và trong cái lần này em nhỏ rất là vui chú, tại vì chú Phát nói là nhà không có gạo luôn. Hết gạo thì mua được một ký, một ký đâu dám mua nhiều, đâu có tiền mua nhiều đâu. Dạ. Tiền để dành mà nhiều chị cũng, do đó chị cũng... do đó không dám mua một ký hai ký ăn xong rồi hết thì mới mai mua tiêu tiếp. Dạ. Mà sợ mua nhiều quá mua 10 ký mấy trăm ngàn đất đất bác sĩ tới giữa đó không có tiền đưa cho người ta cũng kỳ. Gạo ngon này chú ha. Dạ, này gạo ngon á, chứ không phải gạo ở đây là không phải là team của Phúc kinh doanh là mọi người mua, nói chung là thương tình ủng hộ thôi. Chứ theo em nhỏ được biết đó nha, là ví dụ như team của Phúc không có bán thì những cô chú có thể bước vài bước chân cũng đã mua được những cái này rồi. Nhưng mà có cái sự yêu mến ở đây, cảm ơn với lại cái sự dạng như là ủng hộ của team của Phúc đó,
thì em nhỏ xin cảm ơn rất nhiều nha. Còn ví dụ cô chú anh chị ở trong và ngoài nước có muốn làm từ thiện ở các bếp ăn thông đồng nè, các chùa nè, chạy trẻ mồ côi rồi đó, thì có thể liên hệ đến kênh GoFood, sẽ chuẩn bị những cái phần quà đó, sẽ giao đúng nơi, thậm chí có thể quay phim lại đăng lên cho mọi người biết nhiều hơn nữa. Đó là bên team GoFood sẽ làm như vậy. Và em nhỏ xin được cảm ơn cái sự ủng hộ của cô chú anh chị nha. Đó chú đây, chú bỏ anh đây nè. À, được không? Ok không chú Phát? Rất mừng rồi. Dạ. À, với lại đường là bên kia chú bỏ ha. Cái này là phần quà của chú Huê Liên ở bên Mỹ, trị giá là 600.000. Dạ. Chú có muốn nói lời gì không? Dạ, vậy rất cảm ơn chú. Dạ. Không biết nói sao rồi, vậy biết cảm ơn thôi. Dạ. Mình là cũng nói thiệt xin lỗi, không phải là gì, không sợ mắc cười, mới mua 1-2 kg ăn không dám mua thiệt á, để dành tiền trị cho nó không à, trị bệnh cho nó không à. Dạ. Nó mỗi lần bác trên ngày là cũng tới đi giữ vết thương cho nó đó. Dạ. Chỉ có vậy thôi, là mình phải để dành tiền cho nó thôi. Chị đó cũng vậy, đi làm ăn mực cực lắm á, làm cái sáng hả, cái 2-3 giờ sáng mới về ngủ, thấy nó ra chị nó ngủ không được cũng buồn lắm á, nói thiệt á, lo cho nó không á, gia đình chị lo cho nó. Và cô chú là cũng lo, cũng ngủ không được, ngủ không được luôn. Ờ, đâu ngủ được cái gì nhiều đâu, ngủ được có ít thôi. Nhưng mà ban ngày á nó ngủ á, và sao giờ ngủ được, dám bắt một chút được. Nhưng mà tối á nó ngủ được á là hỏi ngủ về, nó la là bảo ngủ được phải giữa nó một đêm mới sáng nè, hồi sáng nè. Nó cùng lái, mình sẽ lái ướt cái lệ mời lên đi, phơi, dược giặt rồi, phải lấy cái miếng nhang này là thêm miếng này cho nó ngủ thôi. Chăm sóc mà người nằm một chỗ nó... Một chỗ á nó cực. Này cô chú thì... tuy lớn tuổi khi con không còn lao động được nhưng mà cũng ráng. Nói chung người ta nói cái câu này em nhỏ thấy cũng đúng, là cha mẹ là không bao giờ bỏ con đó, cái câu đó thì em nhỏ nói đúng, rất là nhiều trường hợp không bao giờ ai bỏ hết. À, cố gắng nha chú ha. À, dạ dạ, cảm ơn thầy mấy em nhiều, mấy em lại diễn ra do mấy hùng quân, rất cảm ơn mấy em nữa. Dạ. À, đó, hùng rồi, hùng giờ đau hùng nói gì khóc quýt đau hả? À, đau phải chen lên cao một chút xíu là biết rồi. Chắc là đau đớn lắm trong người mà không có nói được, cho nên là không ai biết được là đau đớn như nào đâu. Cả rồi ok hết đau chưa? Chạy nó gồng hoài à. Dạ. Có khi ở già á lôi huyết áp cho nó, bác sĩ kêu mua cái máy phải lôi huyết áp cho nó. Dạ. Mỗi ngày tối đi lấy thuốc á, ở tới quận 7 á là cho bác sĩ theo dõi cái thuốc cái máu bị cái gì, huyết áp bị cái gì á, mỗi lần lo cho nó gồng á, má nó tức nó gồng á là nó máu nó chạy búa xua cái đồng hồ. Nó gồng dữ lắm. Con nói ở đây để con nói với mọi người luôn, là thứ nhất là con cảm ơn quý mạnh thường quân đã gửi quà gửi tiền đến cho gia đình chú. Và cái thứ hai nữa là nếu cô chú anh chị biết cái loại thuốc nào đó mà chữa được cái vết thương hiện tại gia đình là đang lo cái vết thương lỡ lét ở vai, hai vai và sau lưng gần mông á, lỡ to lắm mà lỡ sâu nữa nha. Nên là ai mà có cái phương thuốc gì thì có thể chỉ cho chú được không? Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Thôi bây giờ thì em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo ạ. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ. Cảm ơn anh.